Chào các bạn, đây là cái ống gen để luồn tia điện. Và video ngắn này tôi sẽ hướng dẫn các bạn chế tạo cái sáu đô từ cái ống nhựa này. Đây là ống gen để luồn tia điện. Đường kính ngoài là phi là 16. Ở trong lòng là 13, thích hợp để chúng ta khoét 6 đô. Loại ống nhựa này khá là rẻ. Các bạn ra ngoài tiệm điện và nói họ bán cho ống nhựa, ống gen cách điện phi 16, thì cái cây này, một cây là 25.000, khoảng được 6 mét. Các bạn thầu khoét 6. Đầu tiên các bạn sẽ cắt một đoạn ống là 42 cm. Tiếp theo mình kẻ một đường thẳng trên thân của cây 6 để đánh dấu và khoan lỗ cho nó thẳng. Các bạn sẽ tiến hành lấy dấu ở trên thân cây 6 như sau. Từ đầu ngoài mép này cho tới lỗ thứ nhất sẽ là 25mm. Tương tự 42, 31, 16, 28, 25, 24 và cách đó là 132. Ở đây sẽ là vị trí lỗ thổi. Còn những vị trí lỗ này sẽ là những vị trí lỗ bấm. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành khoan lỗ. Đây là mũi khoan 8 ly. Tôi sẽ dùng cái mũi này để khoan lỗ ở trên thân ống. Ở đầu trên này chúng ta sẽ dùng xốp để chặn vào. Các bạn đẩy tới đây. Xốp nó sẽ cách cái lỗ này là 0,5, tức là đẩy tới đây thôi. Bạn nào mới tập 6 thì ghi thêm những cái nốt ở dưới những cái lỗ này. Do re mi fa sol la si do. Thì cái lỗ này sẽ là lỗ định âm, chúng ta sẽ không bấm. Lỗ này khi lỗ này được mở, tức là khi chúng ta bấm hết 6 lỗ, lỗ này được mở thì nó sẽ ra nốt đô. Mở nốt này sẽ ra nốt re, mi, fa, son, la, si.